tức là nhà em có hơn 100 nuôi chim, thì người ta chưa có phòng vaccine, người ta chỉ phòng thuốc đi ỉa bình thường đấy anh ạ. Thì về nhà em là hơn 2 tháng rồi, hiện tượng là nó cứ đi ngoài. Thế là em cũng mua thuốc phân xanh phân trắng, nhưng mà nó chỉ khỏi được 1 tháng anh ạ, xong nó lại bị hen, rồi lại bị đi ỉa, thì em lại cho uống thuốc hen tiếp, thì nó chỉ khỏi được khoảng độ nửa tháng. Thế xong bây giờ là nó cứ đi ỉa thì em đi mua Lasota về em cho uống. Em cho uống được một tuần thì trong cái tuần đấy là phân nó rất chi là rắn, đẹp. Đấy, em đã hy vọng, thế nhưng mà sau một tuần thì tự nhiên nó lại bung lông ấy nhỉ. Nó bung lông ấy, và đến ngày thứ 8 thì bắt đầu là nó lại đi ỉa nhão nhão và có phân phát. Thì em không biết là nó hiện tượng, em xem rất nhiều cái video của anh nhưng mà không có cái trường hợp nào nó giống của em cả, cho nên hôm nay em mạnh dạn em hỏi thì... Tức là điều trị đó nó bị rụng lông à? Vâng ạ. Rụng nhiều không? Nó rụng nhiều lông anh ạ. Thế nhưng mà hôm nay là ngày thứ 3 thì nó hết rụng rồi, thì nó lại bắt đầu nó đi nhão anh ạ. Bây giờ là trước đó là cái trại họ đã thuốc men gì chưa? Hay là... họ không có tiêm vaccine mà họ chỉ phòng cái thuốc, toàn những thuốc bình thường chứ không có vaccine anh ạ. Vâng. Bình thường là thuốc gì? Bao nhiêu loại thuốc gì? Họ chỉ cứ ra đại lý là họ mua về, họ đi ỉa thì họ mua phân xanh phân trắng. Đấy, hen thì họ mua hen khẹt khẹt chứ họ có nghĩa là chưa có dùng vaccine anh ạ. Đấy. Chim mình chim lớn hay chim nhỏ? Là chim đang đẻ lên. À. Họ nuôi hơn năm rồi, bây giờ họ chật quá, nó bẩn quá, họ không nuôi thì em phải mua lại. À. Nhưng mà khi mà mình mang về là chim có bị gì không? Lúc mang về thì chưa có bệnh gì anh ạ. Rồi, cái chế độ mà ăn uống của họ là trước đó, rồi mình về mình cho ăn uống giống như vậy không? Dạ không anh ơi, của họ thì họ cho chủ yếu là 60% ngô. Thế nhưng về nhà em thì em lại cho... tức là trên nửa cám em cho 70% cám và giờ này hỏi lại này, 20% thóc và cụ thể để hỏi lại này, cụ thể họ cho ăn cái gì, gồm cái gì kể nghe coi. Họ ăn 60% ngô và 30% cám của gà của gà loại hai ấy ạ. Rồi ngô với là cám, ngô với cám thôi. Thế về nhà em thì em cho một bát thóc để hai. Alo. Mất sóng anh ạ. Tức là em cho một bát cám gà đẻ và 7 bát cám gà hai và 2 bát thóc ạ. Rồi. Vâng. Và ngoài ra là không cho thuốc men gì nữa phải không? Dạ không ạ. Thì bây giờ này cái về mà ở phía bên họ là bình thường đúng không? Bình thường mà về bên mình đó là nuôi 2 tháng là xảy ra hiện tượng đó đúng không? Vâng. Sau đó chỉ cho uống mua thuốc phân xanh phân trắng Lasota và cho uống đúng không? Vâng, vâng. Mà nó bị nó không dứt điểm đúng không? Không dứt điểm. Mà hết rồi xong rồi tái phát lại, hết rồi tái phát lại đúng không? Vâng, vâng. Như vậy là cái thứ nhất á là về mình á là có sự thay đổi đúng không? Thay đổi về thức ăn. Vâng. Khi mình thay đổi thức ăn đó thì nó không quan trọng. Vâng. Nó không quan trọng về vấn đề về cái khẩu phần ăn. Vâng. Khi về mình đó thì có khả năng nó thay đổi về thời tiết, thay đổi về môi trường, rồi là thay đổi về vị trí, thì chim mình bắt đầu là xảy ra hiện tượng là đi phân xanh phân nước. Đấy, thì bắt đầu là tiếp tục là mình mới mua các loại thuốc về uống. Đúng không? Thì bắt đầu là tạo ra một cái đường gọi là bị rối. Vâng. Rối loạn làm cho đàn chim của mình bị rối loạn, ảnh hưởng đến cái phân xanh phân trắng đó. Bây giờ thế này, bây giờ cái chị ngưng lại, không cho uống thuốc gì nữa hết nha. Cho ăn uống bình thường cám ngô thóc, và trong cái cám ngô thóc đó lâu nay chị cho cái gì nữa không? Trong thức ăn có cho thêm cái gì nữa không? Em chỉ cho uống Becamex mì điện giải thôi ạ. Rồi, trong thức ăn có cái gì nữa không? Không có gì nữa không? Không ạ. Không có gì nữa thì bây giờ chị bổ sung lại cho tôi nè. Vâng. Trong thức ăn là ngô, thóc, cám, được chưa? Vâng. Cho thêm canxi chất khoáng. À. Biết cái đó chưa? Vâng.
Dạ em cũng có. Vâng. À? Cái khoáng là em có. Khoáng là cho vào đâu? Em cho trộn theo anh nói là em trộn vào mấy thức ăn hàng ngày ạ. Ừ, thì cô vừa hỏi xong là có gì nữa không thì bảo không. Em nghĩ tưởng là thóc hay là anh bảo là cho cái gì nữa thì không có, chị có nói cái chất khoáng là cái thuốc. Vâng vâng. Chị cái thao đó. Tác chị cho vào là chị phải nói chứ. Vâng vâng vâng. Chị không? Vâng. Dạ vâng. Chị bảo là thêm ca khoáng hay thêm cái gì đó vào chị phải nói chứ. Vâng vâng. Ờ. Rồi vâng, có, khoáng. Rồi coi khoáng là còn cái gì nữa không? Dạ không ạ. Ngoài có thao tác có gì ạ? Bỏ thêm cái gì nữa không? Dạ không anh. Ờ rồi. Nói tiếp. Vâng. Cái cám ngô thóc đó là mình cho thêm vâng. khoáng vào là một. Vâng. Cho thêm là canxi. Vâng. Canxi là có nghĩa là bò bột sò bột xương rồi đấy. À đấy ạ. Vâng. Rồi. Cho thêm men tiêu hóa. Vâng. Được chưa? Và là chị bổ sung cho tôi là cái phần khẩu phần ăn là phải như vậy. Được chưa? Vâng. Và đương nhiên á, là ngô thóc cám là phải khô. Khô thật khô. Sạch sẽ. Được chưa? Vâng. Vâng. Còn cái B complex vitamin á, mà chị cho hay uống á, thì chị cho uống bình thường. Nha. Vâng. Vâng. Chị cho uống bình thường. Rồi. Vâng. Chị ra ngoài thú y, chị mua thêm cái thuốc là đi phân nước. Vâng. Rối loạn về tiêu hóa của gia cầm, gà vịt đấy. Nhớ chú vâng. ý nha. Nói họ vâng. là rối loạn về đường tiêu hóa. Vâng. Nha, chị mua đó. Vâng. Chứ giờ mà chị mua, chẳng hạn mua thuốc là điều trị về văn xanh, văn trắng hay là về các cái thuốc mà kháng sinh thêm vào là không ổn. Thế ạ. Chị cứ nói là bán cho tôi cái thuốc về mà liên quan đến rối loạn về đường tiêu hóa của gà. Vâng. Ngoài ra họ đưa thêm thuốc, không lấy thêm. Vâng. Ví dụ họ bảo là thôi thêm cái này cho tốt, ồ thêm cái này ghi cho tốt, đúng nha. Thì chị đừng vâng, bao vâng. giờ lấy thêm, đúng nha. Vâng, vâng. Đây. Thì cái hình dung nó giống như thế này. Mình đang bị ho, đúng vâng. nha. Mình đang bị ho vâng. suốt ngày. Vâng. Thì mình ra mình mua, nó bán cho tôi cái thuốc ho. Thì họ đưa cho mình cái thuốc ho với cái thuốc kháng sinh gì đó để giảm bị uống bị lở loét, đúng không? Vâng. Ví dụ họ bảo mua thêm thuốc bổ, mua thêm cái thuốc rối loạn về đình, đúng không? Vì đó thì vâng. không có lấy thêm, đúng không? Vâng. Đó, thì bên góc độ chim bồ câu là mình không có lạm dụng thuốc. Vâng. Đấy, nhắc lại cho chị nè, mua cái thuốc vâng. mà rối loạn về tiêu hóa vâng. của vâng. gia súc gia cầm, vâng. chim hay là của gà gì đấy, vâng. À, chị về cho nó ăn, uống. Rồi, đó là cái thuốc vâng. thứ nhất. Vâng. Theo cái thuốc thứ hai, chị mua cái thuốc mà tetacycline D. Vâng. Tetacycline D. Và chị nhỏ thêm. Hoặc là cái lacepa à. Cũng được, nhỏ thêm. Nhỏ à, vào à. Mắt, mũi, miệng, nhỏ hết cho cái đàn, nhỏ liên tục. À. Một tuần ít nhất 3 lần. Anh ơi, vẫn cái lacepa em cho uống thay giỏ có được không ạ? Không, bây giờ mình chuyển sang nhỏ, không có chuyển sang uống nữa. Nha. À đấy ạ. Bởi vì cái đường ruột của chim mình đang có vấn đề. Cho nên mình cho cái thuốc Lasuta mà uống vào á là chim khỏe mạnh kia. Còn chim mà yếu là không nên. À đấy ạ. Anh hạn chế không cho chim uống thêm cái thuốc gì đang quá trình đang bị rối loạn nhé. Vâng, vâng. Rồi chỉ cho nó ngưng làm đúng theo cái cách của tôi. Và vâng. trong vòng có một tuần có chuyện gì thì điện lại cho tôi nhé. Vâng, vâng. Em nào, cảm ơn anh nhiều. Vâng. À, em anh ơi em hỏi thêm em thì em lại nghi là một là run, hai là cái nước nhà em nó bị nhiễm phèn thì có à. Khả năng không anh nhỉ? Còn về vấn đề thêm thì đương nhiên là mình vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đúng không? Vâng, vâng. À, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Còn vâng, cái chuồng trại cái nước phèn vâng. đó. À, cái nước vâng. phèn đó là tốt nhất là chị phải mua một thiết bị gì đó để thông qua cái đường lọc. Vâng. À, chắc chắn là trong gia đình chị á, là chị phải có một cái máy lọc, cái nước lọc vâng. để mình nấu ăn hàng ngày, đúng không? Vâng, vâng. À, thì mình lấy cái nước đó mình cho nó uống. Vâng. Nếu như mà chị lấy nước giếng gì đó mà trực tiếp vào á, thì cũng có là khả năng nghi thôi, đúng không? Vâng, là vâng, khả năng nghi vâng. ngờ. Ừ. Vâng. Thì bây giờ chị vâng. sẽ lấy cái nước sạch của mình, cái nước ăn uống hàng ngày của mình đấy, vâng. đúng không? Và chị cho nó vâng. uống. À. Vâng. Thì bắt đầu là để coi chim mình nó sẽ chuyển biến phát triển như thế nào nha.
Vâng. Chị là ở thế, đâu? Dạ, em ở mãi ngoài Bắc anh ạ. À, Bắc tỉnh nào? Em ở Tân Yên, Quang anh. À, là dạ. Chỗ cũ của họ là họ không hướng dẫn gì hả? Dạ, em xem video của anh nhiều mà không trường hợp nào nó giống của em, nên là em... Trường hợp của chị là chính đại chi. Đại chính chị là nó thật ra là nó dạ. Nó không phải là bệnh đâu. Dạ. À, nó không phải bệnh mà do quá trình mình nó bị thay đổi, nhưng mà mình là mua thuốc cho uống cho nhiều nó sai. Chắc thế, vâng. À, em cũng nghĩ thế, bởi vì là... Vâng, tại vì là em cứ mỗi sáng em lại rửa máng uống một lần. Em cứ bảo để ngày thứ hai nhưng mà lại thấy nó nhớt nhớt bẩn bẩn, nên cho nên cứ mỗi sáng em lại phải vệ sinh một lần, tại vì em vẫn cho tự động chứ em chưa lắp được cái máng dẫn nước, cho nên là cứ sáng nào em phải rửa, mà em không hiểu là lý do làm sao, thì em vẫn nghi nghi là cũng có thể là run anh nhỉ. Không, cái run thì không phải như vậy. Thế ạ? Run đó, nếu như đàn chim của mình đó, là run nó là biểu hiện đó, là cái thứ nhất á là trong đó có thể là lác đác vài con đi phân nước. Vâng. Chim vẫn ăn khỏe mạnh, đi phân nước. Rồi bắt chim vào là chim rất ốm. Vâng. Thì sổ run chỉ khi nào chim khỏe mạnh thật sự. Chim khỏe mạnh thì mình mới sổ run. Vâng. Chú ý nè, khi nào mà chị sổ run chị cũng báo cho tôi để giúp cho. Vâng. Khi nào chim khỏe mạnh. Mình nói đơn giản ví dụ nha. Con mình đang bị đau. Đúng không? Đang bị đau đi tiêu chảy. Ho rồi nằm ly bì. Vâng. Dám sổ run cho con mình không? Vâng. Dám không? Vâng. Đúng, em cũng nghĩ thế. Em vừa mới xem kênh VT16 anh ạ. Thì em thấy bác sĩ Ngọc Thạch cũng một trường hợp hỏi là chim bị đi ra nước nhiều nhiều ấy. Thế xong là anh Phạm Ngọc Thạch cũng tư vấn là cũng có thể là chim nhà anh bị run thì là anh mua thuốc run để anh cho uống. Thế thì em cũng vừa ghi vào sổ xong thì em lại gọi lại cho anh đó. À, cái run đó thì mình khoan sổ đã. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Bởi vì chim mình đang có vấn đề về cái đường tiêu hóa, rối loạn. Cho nên mình không nên sổ run. Khoan đã. Vâng. Giống như tôi vừa nói với chị là trường hợp là con mình đang đau thì mình không nên sổ run, đúng không? Vâng. Đó thì sau này chị làm xong xong tôi rồi chị điện lại cho tôi để tôi kiểm tra lại coi chim mình nó được sử dụng hay không, có gì là tôi giúp lại cho nhé. Vâng, anh vừa mới nói là mua thuốc rối loạn này, men tiêu hóa và men tiêu hóa và canxi chất khoáng. Vâng. Rồi mua về là Lasota nữa, nhỏ hả? Nhỏ chứ phải uống nha. Những cái gì uống là tạm dừng lại hết nha. Chỉ có uống cái rối loạn về tiêu hóa đó thôi. Vâng. Rồi về sinh trùng dài sạch sẽ. Rồi là kiểm tra lại hệ thống nước để lấy cái sạch cho uống. Vâng. Vậy chị nha. Vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì em một tuần sau em lại gọi lại cho anh giúp em nha. Vâng, em cảm ơn anh và chúc anh gặp nhiều may mắn. À rồi, cảm ơn chị nha.